Nắng nóng khiến tôm cua nuôi của người dân Kiên Giang chết nhiều. Thấy cá heo sắp bị xẻ thịt, ngư dân góp tiền mua thả về biển. Bắt giám đốc công ty Sài Gòn Transco móc nối cán bộ hải quan buôn lậu dầu. Triệt phá nhóm chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn. Phút đời thường hôm nay, kỹ sư chân đất và những sáng chế nông cụ hữu ích. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Nhã Chân của chương trình Góc nhìn trưa nay. Nắng gắt, nồng độ mặn lên cao trong những ngày qua đã khiến cho tôm, cua nuôi của người dân huyện An Minh, Kiên Giang chết nhiều. Người nuôi thủy sản địa phương rất lo lắng. Địa phương quyết liệt đưa cán bộ kỹ thuật xuống lấy mẫu nước xét nghiệm và hỗ trợ chlorine để người dân xử lý nước ô nhiễm, dập dịch bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy giúp người dân. Từ đầu năm đến nay, do nắng nóng gay gắt kéo dài, mực nước trên vuông nuôi hạ thấp, nồng độ mặn lên cao khoảng 25 đến 30 phần ngàn, nên tôm sú cua biển nuôi của gia đình ông Huỳnh Thanh Nhanh, ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh và một số hộ dân lân cận bị bệnh chết rất nhiều. Cái này là mình thả xen kẽ. Đây nói chung là nuôi cũng lâu rồi, cũng mười mấy 20 năm nay rồi. Nhưng mà năm nay sau thời tiết cái nắng hạn đó kéo dài lâu quá rồi sau nó cũng bị ba cái dịch bệnh nè. Cũng hay cũng kịp thời báo với chính quyền địa phương cũng cho cái bên tổ kỹ thuật của huyện gì lên nó kiểm tra rồi nó xét nghiệm gì đó rồi nó cấp thuốc rồi cũng kịp thời cũng phạt rồi nó thấy nước rồi cũng ổn lại. Những tháng đầu năm của 2024 này á, tình hình thời tiết nó nắng nóng rồi độ mặn nó tăng cao trong các cái ruộng nuôi thủy sản có trên địa bàn huyện An Minh. Đến thời điểm tháng 3 2024 này á thì đã ghi nhận được có 58 hecta bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Thì ngành chuyên môn cũng đã hỗ trợ chlorine để cho những cái hộ nuôi bị thiệt hại để kịp thời dập dịch rồi khắc phục cải tạo lại để thả giống vụ nuôi tiếp theo. Bên cạnh đó thì do ảnh hưởng của nắng nóng thì có trên 80 hecta ảnh hưởng do nắng nóng, độ mặn tăng cao. Thì phía ngành chuyên môn cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện ban hành các cái công văn chỉ đạo trong quá trình chăm sóc tôm nuôi. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Minh cho biết tôm sú hiện các thương lái thu mua giá 165.000 đồng một kg, cỡ 30 con tôm một kg. Cua biển, cua gạch có giá 450.000 đồng một kg. Cua y có giá dao động từ 250 đến 300.000 đồng một kg. Do đó, khi tôm cua chết nhiều, bà con bị ảnh hưởng kinh tế gia đình nhiều. Địa phương hỗ trợ hơn 7 tấn chlorine để người dân kịp thời dập dịch bệnh trên tôm để chuẩn bị thả nuôi mới. Cán bộ kỹ thuật của ngành chuyên môn cũng tập huấn hướng dẫn kỹ thuật để bà con chủ động chăm sóc phòng ngừa dịch bệnh trên tôm, cua nuôi. Ông Đồng Vinh Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình xác nhận ngư dân tại xã này vừa thả một con cá heo về lại môi trường biển sau khi mua lại con cá từ một nhóm ngư dân. Theo đó, con cá heo này được nhóm ngư dân thuộc xã Quảng Xuân sát bên xã Cảnh Dương đi biển đánh bắt được. Nhóm ngư dân này cập vào bên tàu ở xã Cảnh Dương tính xẻ thịt cá heo để bán. Phát hiện sự việc, nhiều ngư dân xã Cảnh Dương đã cùng nhau góp tiền mua lại con cá heo. Sau đó, con cá heo được chăm sóc sức khỏe rồi bỏ vào thùng xốp đưa thả về môi trường biển. Con cá heo này dài khoảng 2 mét, nặng khoảng 40 kg. Khi thả về biển, cá heo vẫn còn khá khỏe. Được biết, Cảnh Dương là xã có truyền thống đánh bắt xa bờ hàng trăm năm nay. Theo quan niệm của ngư dân ở đây, nếu cá heo xuất hiện ở vùng biển nào thì ở đó cả năm sẽ gặp nhiều may mắn. Vì vậy, từ xưa đến nay, ngư dân ở đây không bao giờ bắt cá heo làm thịt hay buôn bán. Xin chuyển sang thông tin khác. Liên quan vụ 9 hộ dân ở đường C12 chưa bàn giao mặt bằng để mở rộng đường nối nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình đang lấy ý kiến làm dự thảo phương án bồi thường.
Ông Đỗ Thành Trung, Phó trưởng Ban Bồi thường và Giải phóng mặt bằng quận Tân Bình cho biết, mặt bằng để làm dự án mở rộng đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có một số trường hợp thuộc diện không bồi thường về đất, gồm 14 đơn vị quốc phòng và 3 tổ chức. Quận Tân Bình đã phê duyệt phương án chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ và nhận bàn giao mặt bằng 13,029 ha trên 13,029 ha của các tổ chức này. Đối với 67 hộ dân, trong đó có 9 trường hợp thuộc đường C12 giáp với đường Nguyễn Đức Thuận và một tổ chức có bồi thường về đất chịu ảnh hưởng bởi dự án vướng pháp lý liên quan đến hồ sơ quy hoạch, quận Tân Bình cũng niêm yết dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, quận Tân Bình tổ chức tiếp xúc đối thoại với các trường hợp bị ảnh hưởng để tổng hợp ý kiến về dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tiếp tục chương trình là những thông tin. Đại diện Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra BC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân, 61 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang và Bùi Huỳnh Bá Phước, 40 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng là công chức hải quan chi cục hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án trên, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 8 bị can, gồm Lê Minh Thuận 48 tuổi ngụ quận 7 là quản lý tiêu thụ dầu buôn lậu, Nguyễn Huy Phương 37 tuổi ngụ quận 7 là nhân viên giao nhận công ty Sài Gòn Transco, Lê Tấn Hòa 48 tuổi ngụ quận 7 là đối tượng chủ mưu và Lê Văn Phước 40 tuổi ngụ tỉnh Bạc Liêu là giám đốc công ty Sài Gòn Transco cùng 4 bị can khác để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa nhận hối lộ và vị trí vai trò của các đối tượng trong vụ án. Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu FODO do Hòa cùng đồng bọn thực hiện, với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xăng dầu Sài Gòn Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FODO thuộc diện tạm nhập tái xuất từ tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu, cảng Lotus để móc nối với các thuyền trưởng, máy trưởng để mua lại một phần dầu FODO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài. Nhóm này cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên xà lan của công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Thưa quý vị, một nhóm chuyên chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn trên mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trần Du, 31 tuổi, trú tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Sơn, 41 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; Huỳnh Văn Quá, 30 tuổi, trú tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau; và Nguyễn Hải Âu, 41 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đường dây chuyên chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn do Nguyễn Trần Du cầm đầu, móc nối với một số người ở phía Nam mua vũ khí rồi bán cho nhiều đối tượng hình sự trên toàn quốc. Tiếp đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ thêm Phạm Văn Sơn, Huỳnh Văn Quá và Nguyễn Hải Âu. Khám xét nơi ở của 3 bị can trên, công an thu giữ 11 khẩu súng ngắn, 1 súng bút tự chế, 5 quả lựu đạn, 8 quả nổ tự chế, hàng nghìn viên đạn, đầu đạn, vỏ đạn của các loại súng, linh kiện chế tạo súng, máy móc, hóa chất, dụng cụ để chế tạo vũ khí. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra làm rõ cái chết của một thợ đào giếng nghi do bị điện giật. Trước đó, anh Lê Văn Cảnh, 49 tuổi cùng anh Trần Văn Hiệp, 39 tuổi cùng ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến đào giếng thuê cho một người dân ở ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Trong lúc anh Hiệp đang ở dưới giếng sâu khoảng 10 mét, sử dụng máy đào đất bằng điện và máy bơm nước để đào đất và bơm nước lên. Lúc này anh Cảnh đang đứng điều khiển máy tơi đất thì thấy máy không có điện, anh Cảnh gọi anh Hiệp ở dưới giếng nhưng không thấy trả lời, nghi ngờ anh Hiệp bị điện giật tử vong nên anh này gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đang điều động phương tiện chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường đưa anh Hiệp lên trên nhưng anh này đã tử vong trước đó. Thưa quý vị, tròn 12 năm sau khi hệ thống rải và đùa lúa trong lò sấy đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang được ứng dụng rộng rãi, thì nay ông Nguyễn Hoàng Phong lại tiếp tục có những ứng dụng góp phần cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp mà còn tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất của nông dân, rút ngắn thời gian thu hoạch. Mới đây nhất là nông cụ cắt rau muống gắn với chiếc máy cày thay thế sức người. Thiết bị này cũng đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang năm 2023.
nông cụ cắt, dãy gốc rau muống dựa trên nguyên lý hoạt động của máy cắt lúa. Tháng 10 là bắt đầu người ta đem gieo giống, thì lọt qua cỡ tháng 2 người ta dãy, bà con người ta dãy thu hoạch. Hiện nay thì bà con người ta mần số lượng nhiều là ta cần cái máy vô nó phục vụ cho nó lẹ, cho kịp mùa nắng. Mình ở đây thời tiết nó thất thường lắm, nhiều khi những tháng này giống nắng tốt chứ lọt những tuần sau mưa không chừng. Còn máy móc mình đưa vô thì rất ok. Mình là nông dân thì chung ra là bản thân tôi thì nó cũng không phải là gọi là giỏi, mà tại vì những lấy cái khó bà con nông dân mình đã sáng kiến ra những sản phẩm này cho phục vụ bà con nông dân mình ở địa phương mình. Hiện nay bà con chúng tôi thì cũng rất là phấn khởi cái chỗ đồng ruộng hôm nay có máy móc nó lên về phục vụ cho kịp mùa vụ mình. Rau muống là loại dây đang xen lẫn nhau nên để tránh hao hụt khi thu hoạch, sau thời gian vật lộn với hư hao tổn thất, hệ thống đã hoàn thiện, cải tiến thêm vài chi tiết cuốn tránh, hạn chế tối đa cây rau bị nhừ, dẫn đến hạt rau muống rụng nhiều, gây hao hụt. Nếu như trước đây, 1 hectare rau muống chủ đất thuê 30 người dãy cắt trong một ngày, thì nay chỉ mất nửa ngày và một tài xế điều khiển sẽ thu hoạch tiện ích hơn. Mặt khác, khi năng suất hoạt động của máy tăng gấp đôi thì có thể cắt, dãy được 2 hectare. Nghĩa là trong một ngày, chiếc máy thay thế được khoảng 60 nhân công lao động. Vì vậy, thời gian thu hoạch sẽ rút ngắn hơn. Mình không phải là nhận định mà phải nói là công nhận. Công nhận là cũng như một người nông dân thôi. Từ sáng kiến của người nông dân ra là chế được một cái thành phẩm như vậy cũng ok lắm rồi. Đầu tiên là giảm chi phí, thứ hai là nhẹ nhân công. Nó đã có đem được cái cơ giới hóa cho đồng ruộng mình, tức là người nông dân mình đã nhẹ được một cái gì đó của cái diện sản xuất của hàng năm của mình. Phải dùng từ là quá mừng. Thứ nhất là nó không kẹt nhân công. Đó. Thứ hai là cái thời gian là ngắn hơn, nhanh lẹ hơn. Bởi vì lý do là máy làm thứ nhất là rẻ tiền, thứ hai là mình ít tốn thời gian hơn, thứ ba là hao hết cũng đỡ hơn. Hiện nay thì bà con ta dãy tay 850-900 ngàn một công, còn máy chỉ chạy 550. Thì bà con lợi nhuận một công mình phải từ 300-350 ngàn công. Thì một hecta cũng được 3,5 triệu. Thì năm nay thời tiết thường mùa cũng có một số cô bác làm như vậy, không có nắm kỹ thuật cũng có biến chúng biến thách. Mà số chúng này là rất nhiều năm rồi. Năm nay thì có người xuất gò thì một công thì được 310 kg, giúp ích cho bà con là cái máy này làm chi phí nó nhẹ chi phí thu hoạch, rồi nó làm thời gian mau, trong đúng cái thời gian thu hoạch mau hơn. Ví dụ như giờ bà con người ta là thí dụ mặn 20 công đi phải tốn 60 công nhân vô dãy một ngày mới rồi, mà nó chỉ một chiếc máy là chạy ngày 20 công. Có thể nói, bàn tay cần cù và khối óc thông minh tạo nên sự đam mê và sáng tạo khoa học. Nông cụ của một kỹ sư chân đất ở An Giang đáp ứng được nhu cầu của nông dân trồng rau muống lấy hạt. Bởi giải pháp hữu ích này đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà nông khi ngành nông nghiệp nước ta trong quá trình cơ giới hóa sản xuất đồng ruộng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisu.tvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.